Con đi tắm đi, mẹ đợi ở đây nè. Mẹ ngồi đây mẹ đợi đi, mẹ học bước cái đôi hai lấy bộ đồ đầm đẹp nha. Người mẹ trong clip đi lấy chồng để con khóc nức nở tiết lộ về số phận đứa con. Đoạn clip với tiêu đề Mẹ đi lấy chồng, con ở lại với ai ghi lại cảnh một em bé khóc nức nở, ôm chặt không cho mẹ đi về nhà chồng đã gây bão mạng xã hội hôm nay. Sau khi đoạn clip được chia sẻ rầm rộ đã làm nổ ra nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có nhiều bình luận chỉ trích người mẹ vô tâm, có hạnh phúc mới nhưng không đưa con đi cùng. Tuy nhiên, sự thật đằng sau câu chuyện này lại hoàn toàn không giống như nhiều người nghĩ. Chúng tôi đã liên hệ với chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, quê Vĩnh Long, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, người mẹ trong đoạn clip gây bão trên. Chị Hạnh tâm sự bản thân rất buồn khi câu chuyện của mình bị mọi người hiểu sai. Bà mẹ trẻ kể, con gái của chị có nickname là Bòn Bon, hiện 4 tuổi. Chị và ba của Bòn Bon ly hôn khi bé mới được 6 tháng tuổi. Chị là mẹ đơn thân, chăm sóc nuôi dưỡng cho con gái từ đó tới nay. Cách đây hơn một năm, chị quen biết và có tình cảm với người chồng hiện tại. Sau thời gian tìm hiểu đủ dài, chị và anh quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới của họ diễn ra cách đây ít ngày. Chia sẻ về đoạn clip con gái ôm không cho mẹ đi trong ngày cưới, chị Hạnh nói, hôm đó là ngày rước dâu, mình ở miền Tây nên có nhiều phong tục riêng. Bố mẹ chồng và cả chồng mình đều là người Sài Gòn. Họ nhiều lần nói ngày rước dâu thì cho cả con gái mình đi cùng. Tuy nhiên ông bà của mình thì không cho rước mẹ, rước luôn cả con. Vì vậy gia đình mình thống nhất là sau khi cưới 3 ngày, mình sẽ quay về đón con gái đi cùng. Bé không được đi cùng mẹ nên quấn mẹ, cứ khóc đòi mẹ, lát sau con mới chịu nín. Mình cũng chuẩn bị cho con rất nhiều bộ đầm đẹp để mặc trong ngày cưới mẹ, nhưng thời tiết nóng, mình thay cho bé đồ bộ mặc ở nhà cho mát. Trước đó hai mẹ con còn vui vẻ quay clip và bé nói: Mẹ đi lấy chồng con sao? Con đi với mẹ luôn. Con đi với mẹ luôn hả? Rồi đâu đọc câu thơ trời mưa bong bóng phập phồng sao? Trời mưa bong bóng phập phồng mẹ đi lấy chồng con đi với mẹ luôn. À trời mưa bong bóng phập phồng mẹ đi lấy chồng con đi với mẹ luôn. Thiệt không? Chị Hạnh tiết lộ sau 3 ngày về nhà chồng, chị đã quay về quê đón con lên cùng. Cả chồng và gia đình chồng của chị đều rất thương Bòn Bon, đón nhận bé, đồng ý để bé lên ở cùng mẹ, nhập khẩu và đi học ở Sài Gòn. Người mẹ trẻ kể thêm người chồng của chị là trai tân, chưa từng lập gia đình. Anh hiền lành, yêu thương, quan tâm Bòn Bon như con ruột. Tất cả những chi phí nuôi bé, quần áo, sữa của Bòn Bon đều do anh chi trả. Bé Bòn Bon cực kỳ thương ba dượng. Mỗi khi ba đi đâu là bé đều ngồi ở cửa đợi và hỏi mẹ, ba đi đâu rồi, chị Hạnh giải bày. Chị có đăng tải nhiều clip đính chính nhưng mọi người không share mà chỉ share những clip dễ gây hiểu lầm nói trên. Chỉ mong mọi người có thể hiểu ngọn ngành câu chuyện để tránh những bình luận khiếm nhã, ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.